Đứa con xin được chào cha Linh Hướng, chào quý cha, chào quý sơ, cũng như chào tất cả anh chị em quốc sư vô của giáo phận. Cha Linh Hướng cùng với anh em trong ban tổ chức có nhờ con chia sẻ chủ đề mục vụ của giáo phận, cũng như mối kết với tinh thần của Thánh Bổn Mạng, Thánh Phaolô trở lại. Con thấy đây là một cái dịp thuận tiện để mình có thể đưa chương trình của giáo phận vào trong sinh hoạt của phong trào Quốc Sư Vô, những thành viên đặc biệt trong giáo phận. Cha Linh Hướng con nói đến ngày thứ tư, ngày chúng ta sống cái ngày thứ tư của phong trào, và giáo phận ước mong chúng ta đưa chương trình mục vụ của giáo phận vào ngày thứ tư ấy của mình, để không chỉ sống tinh thần của phong trào nhưng chúng ta cụ thể hóa cái lời mời gọi, cái chương trình mục vụ của giáo phận chúng ta đang sống vào trong cái chương trình ấy. Đây, cái sự phối kết này nó không có làm gì mai một tinh thần của chúng ta, nhưng mà cho chúng ta sống cái tinh thần tông đồ tốt hơn nữa, cụ thể hơn nữa và thiệp thông, hiệp hành hơn nữa với Hội Thánh. Và chúng ta không là chủ đề của giáo phận chúng ta năm nay, đó là giáo hội sống hiệp hành nhờ lời Chúa và Thánh Thể. Đề tài này có mới không ạ? Thưa chắc không. Không có hiệp hành, chúng ta vẫn cứ sống nhờ lời Chúa và Thánh Thể, phải không? Không có tín hữu nào mà không sống nhờ cái đó hết. Hay nói bình dân hơn, mỗi người tín hữu chúng ta gắn liền với thánh lễ. Từ thuở chúng ta còn là em thiếu nhi, và có lẽ cho đến khi chúng ta nhắm mắt lìa đời, chỉ khi chúng ta không thể đi lễ được thôi là chúng ta mới xa nhà thờ thôi. Còn bình thường, từ khi có trí khôn bập bẹ đi được, là có những em bé 3-4 tuổi đã đi với mẹ, đã đi với bà, với ông để đến nhà thờ. Cho nên cả cuộc đời của người tín hữu là gắn liền với thánh lễ. Và thánh lễ, như tất cả chúng ta đều biết, gồm có hai bàn tiệc chính. Phần đầu là bàn tiệc lời Chúa, phần thứ hai là bàn tiệc Thánh Thể. Khi nói đến bàn tiệc là chúng ta nói đến một cái dịp quy tụ. Chúng ta không ăn tiệc một mình, phải không ạ? Có ai mà tổ chức tiệc cho một mình ở một chỗ mà thôi? Thưa không, bữa tiệc thường là một cái cử tọa đông, càng đông tiệc càng lớn. Và thánh lễ ở trong nhà thờ hay các thánh lễ ở trong hội thánh yêu cầu luôn luôn có ít nhất hai người. Có nghĩa là có chủ tế thì đương nhiên rồi, và có một người tham dự. Thông thường ở Việt Nam chúng ta, thánh lễ ở trong các thánh đường bao giờ cũng đông người. Vì vậy, khi giáo hội giới thiệu với chúng ta thánh lễ gồm có hai bàn tiệc cùng với lại cái nghi thức dẫn nhập đầu lễ và nghi thức kết lễ, hai phần đấy mở và đóng thánh lễ, còn hai cái phần chính của thánh lễ là bàn tiệc lời Chúa và phần thứ hai là bàn tiệc Thánh Thể, bao giờ cũng vậy. Và chúng ta lớn lên trong đời sống đức tin, trong đời sống cộng đoàn nhờ thánh lễ. Và như thế, một cách cụ thể hơn, đời sống của mọi tín hữu Chúa được nuôi dưỡng, lớn lên, được củng cố, đạt đến mức trưởng thành và được đồng hành cho đến chết nhờ lời Chúa và Thánh Thể. Có thể chúng ta không nói ra, nhưng mà chúng ta đọc lại cái kinh nghiệm sống của mình, đó gần như là một chân lý và người tín hữu nào cũng ghi nhận. Thế nó tự nhiên lắm. Đi lễ thì phải nghe lời Chúa, cho nên ai đi lễ mà bỏ mất phần lời Chúa này thì coi như là lễ không chọn. Còn ai mà đi lễ về sớm thì chiều chắc là phải đi xin một cái phần phép lành khác để cho nó đủ thánh lễ, có đầu có kết. Vậy thì khi Đức Giám mục giáo phận chúng ta chọn chủ đề cho năm nay, giáo hội hiệp hành nhờ lời Chúa và Thánh Thể, Ngài không làm một điều gì mới, không phải là một cuộc cách mạng gì cho nó nổi bật, mà Ngài muốn nhấn mạnh lại với tất cả anh chị em tín hữu của giáo phận Xuân Lộc chúng ta cái điều nền tảng cốt lõi của đời sống người tín hữu, đó là gắn bó với lời Chúa và Thánh Thể. Và nếu như giáo hội toàn vũ từ 3 năm nay đi vào trong chương trình hiệp hành, khởi đi từ lời mời gọi của Đức Giáo Hoàng Phanxicô
giáo hội sống tinh thần hiệp hành. Thì đây là cách mà Đức Giám Mục, Đức Cha Gioan của chúng ta mời gọi chúng ta làm sao sống cái tinh thần của Hội Thánh hoàn vũ trong cái môi trường của giáo phận chúng ta, khởi đi từ những gì rất là cốt yếu, rất là thân thương và rất là quen thuộc, để chúng ta vẫn cử hành những cái điều then chốt ấy với một tinh thần mới, với một tinh thần mới. Cha sẽ dành buổi nói chuyện ngày hôm nay để tập trung nhiều hơn về phần thứ nhất, giáo hội hiệp hành nhờ lời Chúa. Bởi vì đối với Thánh Thể, cha có cảm tưởng chúng ta gắn bó và chúng ta tương đối hiểu đầy đủ. Nhưng mà có một cái mảng mà có lẽ giáo hội Việt Nam chúng ta hay anh chị em tín hữu trong giáo phận chúng ta chưa có đẩy mạnh hay là chưa có thực hiện một cách đầy đủ, đó chính là khía cạnh lời Chúa. Giáo hội hiệp hành nhờ lời Chúa và Thánh Thể. Thế tại sao chúng ta lại phải hiệp hành nhờ lời Chúa? Chúng ta trở lại với cái định nghĩa tương đối bình dân, chúng ta lập đi lập lại, ta nhớ là ba lần nói chuyện với anh chị em, hai lần, thì lần nào chúng ta cũng nói đến từ hiệp hành. Và chúng ta nếu đọc tin tức, hay cha chắc rằng trong cái bản thông tin của anh em, anh chị em của phong trào cũng đã nhắc đến cái từ hiệp hành. Cha chỉ xin tóm lại cái từ một cách bình dân thôi. Hiệp hành là gì? Thưa là chúng ta cùng chung lòng, có cái lòng trước, chung tay và chung bước tham gia vào sứ vụ loan báo tin mừng của Hội Thánh dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần. Khi chúng ta nói đến chung lòng là chúng ta nói đến một cái sự hiệp nhất giữa chúng ta với nhau. Chúng ta chỉ có hiệp nhất khi chúng ta chung lòng với nhau thôi. Và khi chúng ta có chung lòng rồi thì chúng ta mới có thể cùng nhau làm một cái việc gì đó, là lúc chúng ta chung tay. Nếu không chung lòng, chúng ta chả chung tay được đâu, bởi vì mỗi người sẽ làm một cách. Và thậm chí chúng ta có thể xung đột với nhau. Và hai cái điều ấy mời gọi chúng ta cùng chung bước với nhau, cùng đi với nhau trên một con đường. Đó là cái hình ảnh diễn tả cái logo của Thượng Hội đồng Giám mục lần thứ 16, Hội Thánh hiệp hành, tham gia, hiệp thông, tham gia và sứ vụ. Như vậy thì hiệp hành là gì? Là chung lòng, là chung tay và cùng nhau chung bước tiến tới, đồng hành với nhau để thực thi sứ vụ loan báo tin mừng của Hội Thánh dưới ơn soi sáng của Chúa Thánh Thần. Việc ấy không thể làm được nếu chúng ta không đặt nền tảng trên lời Chúa. Lòng của mỗi người chúng ta, mỗi người một cách. Chúng ta được hiệp lòng với nhau khi chúng ta cùng để cho lời Chúa hướng dẫn cuộc sống của chúng ta. Chúng ta biết nhìn nhận, chúng ta biết suy nghĩ, chúng ta biết phán đoán dựa theo tiêu chuẩn của lời Chúa. Mỗi người chúng ta, Chúa cho có một cái trí khôn, có một cái phán đoán khác nhau. Cái đó làm cho phong phú cuộc đời. Nhưng mà cũng rất nhiều khi chúng ta phán đoán theo cái ý riêng của mình. Và cái ý riêng đấy nó gây nên chia rẽ, nó gây nên bất hòa, nó gây nên xung đột. Chỉ khi chúng ta biết đặt lời Chúa là trung tâm, lời Chúa là tiêu chuẩn, để chúng ta ngồi lại với nhau, chúng ta chia sẻ, chúng ta bàn bạc với nhau, thì khi đó chúng ta mới hiệp nhất được với nhau. Khi ấy chúng ta mới có thể chung lòng được với nhau. Bởi nếu không, những cái cuộc họp của chúng ta nó sẽ mang dáng dấp là tự mỗi một người cố gắng giới thiệu, cố gắng bảo vệ cho cái ý riêng của mình và không nghe được nhau. Trong kinh nghiệm mới của Thượng Hội đồng Giám mục lần này, có một cái kinh nghiệm đặc biệt mà Đức Thánh Cha cũng như những người tham dự viết lại trong cái bản đúc kết. Đó là kinh nghiệm đối thoại trong Thánh Thần. Đối thoại trong Thánh Thần. Mọi khi họp Thượng Hội đồng, trong một cử tọa lớn như thế này, thì mỗi nghị phụ là người tham dự ấy được quyền phát biểu từ 3 đến 5 phút luân phiên nhau, đăng ký theo thứ tự mà ban thư ký sẽ thông báo. Xin Đức Cha này nói,
Đức cha kia nói luân tự. Và các cái bản đúc kết ấy sẽ được gửi lại cho ban thư ký để chỉnh sửa lại các bản văn. Tuy nhiên thượng hội đồng lần này làm khác hết. Trong hội trường Thánh Phaolô lớn lắm, chắc là phải gấp 4 cái này, gấp 4 nhà thờ Bùi Chu của mình. Lần này kê ra 12 cái bộ bàn ghế, 12 bộ bàn tròn. Mỗi bàn tròn là có 12 người. Và trên bàn tròn ấy có 3 cái màn hình, tức là cứ 4 người một cái màn hình. Trong cả hội trường đấy, tức là sẽ ngồi họp theo kiểu bàn tròn, không họp theo kiểu hội nghị như trước đây. Và mỗi một ngày họp nhân sự của từng bàn sẽ thay đổi, tức là không luôn luôn ngồi bàn đấy đâu. Vậy thì xoay qua bàn khác, bàn về đề tài khác với những người khác nhau trong cả cái hội thường hội đồng. Đó là cái hình thức sắp xếp. Cái diễn tiến của mỗi một cái buổi họp nó diễn tiến như thế này. Sẽ có các đề tài đã được ban thư ký tổng hợp trên toàn thế giới để đưa ra. Chẳng hạn như sáng hôm nay bàn về cái đề tài 1. Thế thì luân phiên mỗi một người trong cái bàn ấy sẽ nói lên cái quan điểm của mình. Và sau mỗi một phát biểu là một phút cầu nguyện. Chẳng hạn cha Linh Hướng nói xong thì không có ai phản bác hết, mọi xin mọi người cầu nguyện để xem Chúa soi sáng cho mình điều gì qua các phát biểu của cha Linh Hướng. Rồi tới người thứ hai, tới người thứ ba y như vậy, sau phát biểu là cầu nguyện, sau phát biểu là cầu nguyện. Rồi 12 người nói xong mọi người nghỉ. Rồi cái vòng đó là vòng 1. Vòng thứ 2 là gì? Vòng thứ 2 thì mỗi người sẽ nói lên, chia sẻ cái điều mà mình cảm nghiệm được qua 12, 11 cái chia sẻ của anh chị em mình. Tức là tôi không có đáp lại cha nói như vậy không có được, cha nói như vậy hay, chị nói thế này tốt. Không không, tôi nhận được điều gì nhờ ơn Chúa soi sáng qua cái phần chia sẻ của cha, của dì, của anh chị em. 12 người lần lượt nói lần thứ hai. Đó là cái vòng thứ hai. Cái vòng thứ ba là ghi nhận tất cả những cái ý kiến vừa rồi. Và cái ghi nhận đấy tổng, cái ban thư ký sẽ tổng kết như vậy. À, từ sáng đến giờ qua các chia sẻ của anh chị em có những điểm này đã được đồng thuận. 1, 2, 3. Cái điểm này không đồng thuận. 1, 2, 3. Rồi cái phần thứ ba là có những điểm mới khai sáng được ghi nhận. Và gửi cái bản đúc kết đấy lại cho ban thư ký. Nói như vậy để chúng ta thấy cái định hướng của thường hội đồng. Chúng ta lắng nghe nhau, nhưng mà lắng nghe nhau trong Chúa Thánh Thần, không có phản bác nhau. Tôi trình bày ý kiến của tôi xong là xong phần của tôi. Và mỗi anh chị em lắng nghe, đón nhận cái tư tưởng, cái ý đấy, xem đối với mình nó như thế nào. Và mình trình bày cái quan điểm của mình, cái suy nghĩ của mình, cái ơn mà mình nhận được khi mình nghe những chia sẻ ấy cho thường hội đồng. Và cái bản chung cuộc đúc kết toàn bộ cái cuộc họp từ mùng 4 đến 28 tháng 10 vừa qua được gửi cho toàn thế giới cũng được trình bày như vậy. Có tất cả 20 chủ đề. Chủ đề thứ nhất có 15 điểm đồng thuận, có 10 điểm khác biệt, có 10 điểm đang là điểm mới có thể soi sáng cho mọi người. Để nguyên như vậy để cho mọi người tiếp tục bàn. Và bây giờ trong giai đoạn tới đây, các giáo phận sẽ phản hồi lại các cái điểm đấy cho tòa thánh. Thế thì cái việc đồng lòng, cùng lòng giữa ơn Chúa Thánh Thần qua cái cách làm việc của thường hội đồng là một cách rất mới và rất hay. Rất hay ở chỗ là chúng ta cùng lắng nghe nhau nhờ ơn của Chúa. Chúng ta không ai muốn chinh phục người khác bởi chuyện này chuyện kia không. Nhờ ơn Chúa soi sáng, tôi trình bày cái điều mà tôi suy nghĩ, tôi cảm nhận cho anh chị em của mình. Và cái người đón nhận cũng không đón nhận theo ý riêng của mình, mà là nhờ ơn Chúa soi sáng qua cầu nguyện ngay trong cái lúc đấy. Mình nhận ra được ý Chúa soi sáng cho mình điều gì.
Và quả thật trước thượng hội đồng mọi người lo lắng lắm. Trong cái bài suy niệm của cha Timothy, nguyên bề trên tổng quyền của dòng Đa Minh, ngài nói đến cái việc, cái nỗi sợ lan tỏa ở rất nhiều các thượng nghị, các nghị phụ và trong dân Chúa khi bắt đầu thượng hội đồng, là bởi vì người thì sợ cấp tiến, người sợ bảo thủ, người muốn cấp tiến, người muốn bảo thủ. Cái xu hướng cả thế giới hội thánh đang như vậy, thì cái cách mà thượng hội đồng làm nó hóa giải được hết. Tôi không đến đây để biện minh hay là để cổ vũ cho cấp tiến. Tôi cũng không đến đây để mà bảo vệ cho được cái tính bảo thủ của tôi. Mà tất cả các nghị vụ gồm từ giáo hoàng, hồng y, giám mục, tu sĩ nam nữ, anh chị em giáo dân đến đây để nghe Chúa Thánh Thần. Và như thế chúng tôi trở lại với cái điều chúng ta đang bàn với nhau. Lời Chúa ở trong phục vụ, lời Chúa ở trong thánh lễ được gửi đến cho chúng ta là cái tiêu chuẩn để chúng ta dựa vào đó, chúng ta suy nghĩ, chúng ta chọn lựa, chúng ta phán đoán. Đương nhiên mỗi người chúng ta sẽ tiếp cận lời Chúa một cách khác nhau. Chúng ta nghe lời Chúa nói với chúng ta cùng một bản văn ấy, cùng một người đọc ấy, nhưng mà cái cảm nghiệm sẽ khác nhau. Có thể là chữ này đụng chạm đến tôi, cái câu khác đụng chạm đến người anh chị em của tôi. Thế thì cái việc của chúng ta không phải là mang ra xem là Chúa so sánh cho tôi nhiều hay ít, cái khám phá của tôi hay là dở so với anh chị em, nhưng mà là chúng ta chia sẻ cho nhau cái điều tôi được Chúa đánh động. Và khi tôi chia sẻ xong rồi thì để cho Chúa đánh động cho người anh chị em của tôi. Nhưng mà cái đó nó vẫn chỉ là cái bước một thôi. Ta nghe, ta cảm. Cái điều còn lại là phải đến nữa là ta sống cái điều ấy. Ta để cho lời Chúa đi vào cuộc đời của mình, hướng dẫn đời sống của mình. Rất thường ở trong kinh nghiệm của các tín hữu, khi chúng ta đi dự lễ là chúng ta là cái người nghe. Bởi vì trong một thánh lễ thì chỉ có thánh lễ chủ nhật thì có được hai bài đọc, và một cựu ước, một tân ước do dân Chúa, phải không? Còn bài tin mừng là cha dành rồi, cha không có nhường cho ai hết. Có thầy sáu thì cha mới để cho thầy sáu thôi. Rồi sau đó là bài giảng. Cho nên phần lớn của chúng ta tiếp xúc với lời Chúa ở trong thánh lễ là chúng ta nghe. Mà nếu không tập trung cái là nó trôi đi mất à. Không biết đọc cái gì nhỉ? Không biết cô ta đọc cái gì nhỉ? Tại vì mãi ngắm cái áo dài của cô ấy. Không biết may đâu mà đẹp thế. Chắc là phải hỏi, không biết là bạn ở khu mấy nhỉ? Nhớ họ nào? Người ta đọc xong rồi mới sực nhớ ra là không biết lời Chúa nói cái gì. Phải không cơ? Các ông biết quan tâm đến cái gì? Chẳng hạn như là hôm nay, bộ cái tay này đâu nhìn lạ thế, không biết. Hôm vừa rồi thấy anh cảm, biết hôm nay ông đọc có rõ hay không. Rồi mình miên man một cái điều gì đấy, đến khi lời Chúa được công bố xong rồi mình không kịp nghe. Và rồi không nghe thì đâu có nhớ được. Và đến bài tin mừng cũng vậy. Bài giảng, cha giảng lâu hơn, cha giảng có chủ đề. Nhưng mà nếu hôm đấy mình không khỏe, nếu hôm đấy nhà mình đang có chuyện, thì cái bài giảng nó cũng đi đâu ấy. Và như vậy chúng ta thấy lời Chúa ngày hôm ấy đã không đụng chạm nhiều đến chúng ta, và chắc cũng không ở lại bao nhiêu. Đôi khi chúng ta lại đặt cái tầm quan trọng trong việc nghe bài giảng hơn nghe lời Chúa. Bởi vì thường các cha hay nghe bảo lời đi lễ về cha giảng hay quá, cái cha giảng chẳng ra gì. Mà thế lời Chúa hôm nay nói cái gì? Đâu có để ý. Để ý cha giảng thôi. Còn các cô thì không khéo, để ý cái áo cha mặc, tóc cha hôm nay bù xù, giọng cha hôm nay khàn khàn. Ta để ý vào những cái chuyện mà nó đời thường lắm, và ta sót mất cái phần chính yếu. Sót mất cái phần chính yếu là lời của Chúa. Cha có giảng là cha cũng phải giảng lời Chúa. Cho nên cái phần ấy đòi hỏi chúng ta phải chú ý nhiều hơn. Lời Chúa dù được công bố qua các thừa tác viên là các anh chị em giáo dân, hay là các thừa tác viên có chức thánh,
đều có một cái giá trị vượt bậc khỏi tất cả những cái người công bố ấy, và phải được chúng ta chăm chú. Cha nói như vậy không có nghĩa là các cha không chưa trí đâu. Nhiều khi lắng nghe xong rồi mình có một cái tư tưởng nào Chúa soi sáng, mình chợt mình miên man đi theo đấy, rồi cũng mình cũng không có để ý. Hoặc là đi ra dâng lễ thấy ở dưới bà con ngồi rải rác, nhưng mình cứ mãi bận tâm với chuyện làm sao mà kéo lên đây, thì bài đọc một bài đọc hai đi qua mình cũng không để ý. Nhưng mà thường các cha bởi vì có trách nhiệm giảng cho nên có dọn bài, cho nên cái phần đấy mình cũng có coi trước rồi. Vậy thì làm thế nào để lời Chúa thực sự trở thành cái nguồn lương thực, là cái điểm để chúng ta tựa vào đó, chúng ta dựa vào đó để hiệp hành? Chúng ta phải tiếp cận với lời Chúa nhiều hơn là việc chúng ta nghe. Cái nghe chúng ta thấy cái nguy hiểm của nó, nếu mà không tập trung là đến nơi này qua bên kia, nghe tai này qua tai kia. Trong năm, từ năm 2022, ở giáo phận chúng ta, Đức cha Chánh Gioan đã giao cho ban loan báo Tin Mừng cùng với ban giáo lý Đức Tin thực hiện cái chương trình lớp Kinh Thánh ở trong giáo phận. Lớp Kinh Thánh ấy được dạy ở trong các cái lớp trực tiếp như thế này, các giáo xứ, và dạy qua cái hình thức online, tức là trực tuyến, để những ai không thể tham gia vào những cái khung giờ ở các giáo xứ được thì có thể tham dự online. Cái mục đích của chương trình ấy là để cho anh chị em tín hữu của mình đụng chạm đến chính lời Chúa, bản văn lời Chúa, cuốn sách Kinh Thánh. Cho nên mỗi học viên được mời gọi để mua một cuốn Kinh Thánh chọn tập, gồm có Cựu Ước và Tân Ước. Và một trong những cái việc mà các học viên thực hiện hàng tuần hoặc là hàng ngày, đó là mở sách Kinh Thánh và đọc Kinh Thánh, cầu nguyện với Kinh Thánh. Chủ đề của cái lớp học đó là tìm hiểu Kinh Thánh và cầu nguyện với lời Chúa. Để làm sao các anh chị em học viên tiếp cận với lời Chúa bằng cả con người của mình. Khi anh chị em cầm cuốn sách là chúng ta dùng cái xúc giác, chúng ta mở trang sách Kinh Thánh ra, chúng ta đọc, chúng ta nhìn, rồi chúng ta đọc. Và có khi đọc to để cho tai chúng ta cũng nghe, và lòng chúng ta đóng, chúng ta suy niệm, và chúng ta bước vào trong cái không gian cầu nguyện với Chúa. Để làm sao cả con người của chúng ta tiếp cận với lời Chúa, chúng ta không chỉ tiếp xúc với lời Chúa qua cái thính giác của chúng ta. Nó quý đấy, nó hay đấy, nhưng mà nó ít lắm. Và quả thật có nhiều cái kinh nghiệm rất quý giá đã được chia sẻ. Chính sự hiện diện của lời Chúa trong gia đình của anh chị em mình đã là một cái sự hiện diện hữu hình của Chúa ở đây. Và khi đụng chạm với lời Chúa, đọc lời Chúa, chúng ta nghe được Chúa nói với mình riêng tư, lúc đọc một mình thôi mà. Có những câu lời Chúa nghe trôi qua nhiều lần lắm rồi, mà hôm nay Chúa nói với mình trong cái khung cảnh ấy, làm cho mình sực nhớ ra, làm cho mình ngộ ra, làm cho mình cảm thấy ở Chúa đang nói trực tiếp với mình. Và cái kinh nghiệm ấy rất cần cho chúng ta, những anh chị em trong phong trào cuộc sử dụng. Làm sao để trong năm nay chúng ta tiếp xúc với lời Chúa bằng cả con người của chúng ta, bằng tất cả các giác quan của chúng ta, và chúng ta dành cho Chúa một cái thời gian, một cái không gian để lắng nghe tiếng Chúa nói. Anh chị em đừng ngại là bởi vì tôi học ít hay học nhiều, Chúa bất chấp cái chuyện này. Chúa có thể nói với những cái người đơn sơ, ít học, nhiều khi rõ hơn cả những người uyên bác. Là bởi vì mấy anh uyên bác nhiều khi anh có cái cám dỗ, anh hiểu lời Chúa theo cái cách riêng của anh ấy. Còn tâm hồn đơn sơ của chúng ta dễ cho Chúa mở lòng lắm. Cho nên một trong những điều mà cha nghĩ, mà cha đề nghị với anh chị em chúng ta, là các cá nhân của chúng ta chuẩn bị cho mình có một cuốn Kinh Thánh, và sắp xếp trong quỹ thời gian của mình, trong cái không gian của chúng ta, một chỗ, một nơi, một thời điểm nào đó để chúng ta đọc lời Chúa. Với các anh chị em mà chuyên biết nhiều về các phương tiện công nghệ thì mình có thể tải những cái app có lời Chúa để chúng ta đọc cũng được.
Bởi vì chúng ta đi làm việc, chúng ta không tiện mang theo sách, thì cái app chúng ta mở ra là chúng ta có thể đọc được, chúng ta có thể lướt được trên đấy. Và chúng ta có thể cầu nguyện với lời Chúa bất cứ lúc nào. Và đó là cái điều rất quan trọng. Anh chị em hãy mở lòng của mình để cho lời Chúa đụng chạm đến mình, để cho mình gặp gỡ Chúa trong ngay cái khung cảnh sống của mình, ngay trong cái lúc gia đình mình có việc này, có việc kia, cái nơi trường mình làm việc nó có những cái xung đột này, xung đột khác. Chúa nói với chúng ta, Chúa hướng dẫn chúng ta. Và nếu được, chúng ta đi xa hơn nữa khi chúng ta tham dự vào các cái khóa huấn luyện về Kinh Thánh có ở trong giáo hội, ở trong giáo phận của chúng ta. Hiện nay ở trong giáo phận chúng ta có cái chương trình Kinh Thánh, tìm hiểu lời Kinh Thánh và cầu nguyện với lời Chúa. Nhưng nếu anh chị em có giờ tìm hiểu ở trên trang mạng, chúng ta biết có những chương trình Kinh Thánh khác ngoài chương trình tìm hiểu lời Chúa, Kinh Thánh và cầu nguyện với lời Chúa của giáo phận chúng ta. Cái khóa đông nhất mà đang tiến hành ở trên mạng, khai mạc vào hôm đầu tháng Giêng, anh chị em biết là 1.100 người đăng ký. Cái ngày khai giảng, Đức Cha Chánh Giáo Phận Gioan, cha cũng hiện diện ở đó để chào đón anh chị em, là có 650 người vào trong chương trình ấy. Và tuần vừa rồi, thứ hai vừa rồi là cái buổi học thứ ba, vẫn có trên 500 anh chị em vẫn tiếp tục theo cái lớp đấy. Và kết thúc mỗi lớp đấy, ta nghĩ là trong đây sẽ thế nào cũng có anh chị em đã từng về tòa giám mục để nhận các cái chứng chỉ tốt nghiệp của từng khóa một. Thế thì ngoài cái chương trình này, chúng ta còn có nhiều chương trình dạy về Kinh Thánh khác nữa. Chẳng hạn như cha tổng đại diện Hồ Văn Xuân của Sài Gòn, ngài cũng có một lớp Kinh Thánh. Hay chương trình truyền thông của Sài Gòn cũng có bàn tròn Kinh Thánh. Hoặc một trong những cái chương trình dạy mà đã rất nhiều người biết và rất có uy tín là 100 bài Kinh Thánh của Đức Cha Nguyễn Văn Khảm của Mỹ Tho. Rồi Đức Cha Tri Bửu Thiên của Giáo phận Cần Thơ cũng dạy Kinh Thánh ở trên mạng. Cha muốn giới thiệu những trang đó, và chúng ta chỉ nên đi theo những trang chính thức của giáo hội thôi. Bởi vì trên trang mạng ngày bây giờ có nhiều lớp Kinh Thánh khác không chính thống, thậm chí một số trang của các cái giáo phái lạc đạo ở trên đấy. Cho nên anh chị em đi theo chính cái chương trình của các giáo phận giới thiệu, để chúng ta bảo đảm được tính chính thống ở trong hội thánh, chúng ta không vướng phải những cái trang sai lầm lôi kéo những anh chị em chúng ta đi vào con đường lạc về tín lý, lạc về đức tin. Đó là cái phần thứ nhất cha muốn khơi gợi lên và mời gọi anh chị em quan tâm hơn nữa, cố gắng hơn nữa trong việc chúng ta tiếp cận với lời Chúa. Cha không đi sâu vào trong chương trình hoạt động các buổi họp của anh chị em của phong trào chúng ta, nhưng tại sao không, nếu chúng ta không dành một cái chỗ cho lời Chúa trong các cái buổi sinh hoạt của chúng ta. Và cái cách thức đơn giản, chúng ta có lời Chúa, chúng ta công bố, chúng ta lắng nghe Chúa nói với chúng ta. Và nếu chúng ta có thể áp dụng được cái phương pháp đối thoại trong Thánh Thần như các thượng hội đồng giám mục là, cha nghĩ đó sẽ là một cái kinh nghiệm rất tốt để có thể hợp nhất chúng ta lại với nhau, đưa chúng ta đi xa hơn nữa theo sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần. Cái điểm thứ hai trong chủ đề mục vụ của giáo phận đó là hội thánh hiệp hành nhờ Thánh Thể. Ta chỉ xin tóm một chút thôi, đó là tất cả chúng ta đều sống nhờ ơn của Chúa, qua việc mỗi người chúng ta lắng nghe lời Chúa đã đành, mà chúng ta còn được rước Chúa vào trong lòng của chúng ta. Nếu chúng ta dừng lại để cảm nghiệm, chúng ta mới thấy bí tích Thánh Thể là một cái quà tặng vô giá mà chỉ có Chúa mới nghĩ ra thôi, và chỉ có Chúa mới dám làm thôi. Thiên Chúa qua Chúa Giêsu chọn ở lại với nhân loại không phải là một cái nơi chốn cao sang uy quyền, mà chọn ở lại trong một cái tấm bánh bình thường lắm. Đối với chúng ta nó hơi khác thường, là bởi vì bánh chúng ta là bánh lễ là nó riêng biệt,
Nhưng mà anh chị em thử nhìn xem, so với các bánh người ta bán ở ngoài chợ, bánh lễ rẻ hơn nhiều, phải không cơ? Giá thường lắm. Và Chúa ở lại cái đó, trong cái tấm bánh đấy. Nhưng mà cái ý nghĩa của việc Chúa ở lại nó cao quý là bởi vì bánh là lương thực nuôi sống con người. Không có bánh con người đói. Cho nên Chúa chọn trở lại với con người, trở thành cái nguồn lương thực, thần lương nuôi dưỡng chúng ta. Và Chúa ở trong nhà thờ cũng yên ắng, cũng khiêm tốn, cũng nhỏ bé ở trong ngôi nhà tạm thôi. Nhưng mà đó là một cái sự hiện diện thường xuyên, bền bỉ, chắc chắn ở giữa dân của Chúa. Để bất cứ lúc nào chúng ta cảm thấy cần có Chúa, chúng ta đến nơi nhà thờ, Chúa Thánh Thể ở đó với chúng ta. Nói vậy, chúng ta sống ở trong kinh nghiệm của gia đình, các bậc cha mẹ hay là ông bà, khi con cái chúng ta cần chúng ta và chúng ta có mặt, đó là cái niềm an ủi lớn lao lắm cho con cái của chúng ta. Hay cái điểm tựa quan trọng của cái đứa trẻ là gì? Thưa là nó biết chắc là có cha, có mẹ nó ở đó là ok rồi. Thì đó cũng là điều mà Chúa làm cho chúng ta. Chúa ở đây với chúng ta qua bí tích Thánh Thể. Một cái sự ở lại khiêm tốn nhưng mà đầy yêu thương và bền bỉ giữa nhân loại. Thế thì thái độ của chúng ta là gì? Là trước tiên chúng ta cảm nhận được cái ân huệ lớn lao ấy, để mình biết quý và mình biết đến với Chúa bất cứ lúc nào mình cần. Và bên cạnh đó, chúng ta dành thời gian, dành công sức để chúng ta đến, để chúng ta cảm niệm cái sự hiện diện của Chúa. Chúng ta tôn thờ Chúa, thể hiện qua việc chúng ta siêng năng tham dự thánh lễ một cách tích cực, một cách sốt sắng. Thể hiện qua việc chúng ta dành cái giờ để chúng ta viếng Chúa riêng, mình ta với Chúa thôi. Chúng ta không vướng vào các cái công thức của thánh lễ hay là của, mà để chúng ta tự lòng của mình trải ra với Chúa, và có thể lắng nghe được tiếng Chúa nói với chúng ta trong cái cõi riêng tư giữa Chúa với ta. Thế thì hai cái điều ấy, lời Chúa và Thánh Thể, là cái quà tặng Chúa ban cho chúng ta miễn phí, vô thời hạn, cho bất cứ ai. Ước chi trong năm hiệp hành nhờ lời Chúa và Thánh Thể, tất cả anh chị em của phong trào Cuộc Sư Dô chúng ta có thêm những cái trải nghiệm thiêng liêng quý giá, cá vị giữa chúng ta với lời Chúa, giữa chúng ta với Thánh Thể, để nhờ đó đời sống đức tin của chúng ta thêm vững mạnh, đời sống đạo của chúng ta thêm sốt sắng, bởi chúng ta cảm nếm được tình thương của Chúa. Và phong trào chúng ta thêm vững mạnh nhờ chính lời Chúa hướng dẫn, chỉ đường và nuôi dưỡng cho chúng ta. Xin chúc tất cả anh chị em mừng lễ Quan Thầy Thánh Phaolô trở lại thật nhiều ân sủng của Chúa. Thánh Phaolô là người đã để cho lời Chúa hướng dẫn, và cũng chính trong thư của Phaolô mà chúng ta có được cái bản trình thuật về bí tích Thánh Thể, như là giáo hội cử hành ngày hôm nay. Ngài là con người của lời Chúa, Ngài là con người của Thánh Thể. Thì ước chi chúng ta khi theo gương của Ngài, chúng ta cũng trở thành những con người của lời Chúa, chúng ta cũng là con người của Thánh Thể. Những cái tâm tình cha muốn gửi đến anh chị em cũng là trong cái chủ đề của chúng ta năm nay. Phong trào của Sijo từ khi cha được tiếp cận chắc 2-3 năm nay, trước khi thì nghe cái từ thôi. Còn 2-3 năm nay thì có cơ hội gặp gỡ, trao đổi, học hỏi, thì khám phá hơn được cái ý nghĩa cũng như cái tính năng động đặc thù của phong trào. Đây là một phong trào đối với cha nó rất hay, đặc biệt là thấy được quy tụ tất cả anh chị em về đây, rồi cái hình thức của mình sinh hoạt nó có cái kế hoạch bài bản, từ những cái buổi nhóm họp tiến hành thế nào, rồi các cái khóa tĩnh tâm, rồi những cái ngày đại hội như thế này. Và chúng ta đi rất gần, hay nói cái khác là chúng ta đi rất sát theo giáo huấn của Hội Thánh. Đó là điều rất quan trọng, rất quan trọng. Bởi vì chúng ta thuộc về Hội Thánh, và chúng ta là con cái của Hội Thánh, chúng ta được mời gọi nên Thánh trong lòng của Hội Thánh nữa. Thế thì cái tâm tình ấy cũng là cái đặc sủng của anh chị em. Xin được cầu chúc tất cả chúng ta trở thành những con người đầy chất Hội Thánh. Và
những cái gì mà Hội Thánh đưa ra như chương trình mục vụ năm nay của giáo phận, rất ước mong anh chị em chúng ta nhập cuộc và chúng ta dấn thân để thực hiện cái điều ấy, bởi vì đó là cách làm thăng tiến đời sống của chúng ta. Và xa hơn nữa là gì? Làm cho chúng ta được nên thánh trong cái phong trào, rồi trong cái ơn gọi Kitô hữu của chúng ta, như Thánh Bổn Mạng, Thánh Phaolô của chúng ta. Ngài trở lại một lần và được ghi lại trong lịch sử. Nhưng thực tế nếu chúng ta đọc trong cái thư của Ngài, Ngài trở lại nhiều lần lắm. Cái lần đấy là cái lần mấu chốt thôi. Còn trở lại với Chúa, trở lại với anh em, trở lại với tinh thần của tin mừng, nó là cả một cái tiến trình dài của Ngài. Thì chúng ta cũng vậy, con cái của Ngài ở trong Hội Thánh, chúng ta không ngừng được mời gọi hoán cải. Và một trong những cái động lực, cái hướng dẫn tốt nhất cho chúng ta trong hoán cải, đó chính là lời của Chúa, là thánh thể của Chúa. Ước gì chúng ta có được cái sự hoán cải thường xuyên, nhờ ơn của Chúa hướng dẫn và nhờ thánh thể của Chúa nâng đỡ tất cả chúng ta. Bên chúc tất cả anh chị em phong trào Cục Sư Dô của giáo phận chúng ta, tất cả anh chị em hiện diện nơi đây cũng như anh chị em không thể hiện diện, mỗi ngày một thánh thiện hơn. Xin chân thành bên chúc.